giáo quay lên cắn cái lệnh của mình và bắt đầu đi xuống. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Debate. Thì cách đây đúng một tuần vào ngày 9 tháng 2 thì bên mình đã có một cái buổi webinar chia sẻ về cái phương pháp ICT và cách mình ứng dụng nó như thế nào trong thực tế. Thì trong buổi webinar đó cũng có khá nhiều anh em nghi ngờ phương pháp và nói là có lệnh real hay không, hoặc là này chỉ là backtest thôi, có lệnh thật hay không. Nếu như backtest thì mình cũng làm được. Thì mình cảm thấy khá là mắc cười, tại vì khi mà anh em học bất kỳ cái phương pháp nào, quýt cợp hay là SMC hay gì đó, thì cái người dạy cho anh em đều lấy cái chẹt, cái chẹt quá khứ ra để diễn tả cái setup đó như thế nào, chứ đâu có ai mà lấy cái chẹt thực tế đâu. Tại vì chắc gì cái chẹt thực tế nó đã có cái biểu đồ đó, cái biểu đồ mà mình muốn chia sẻ, đúng không anh em đó. Nhưng mà không sao, thì sau đó một ngày, vào ngày 10 tháng 2 á, thì mình đã có một cái lệnh đúng theo setup ICT mà mình chia sẻ vào ngày 10 tháng 2 lúc 3 giờ 55 phút chiều đó. Anh em có thể xem cái hình đó trên đây nè đó, thì mình đã đưa một cái lệnh setup đó và chúng ta cùng xem lệnh nó chạy như thế nào ha. Ok anh em, thì đây là cái thời điểm mà mình vào lệnh con vàng này ha. Thì lúc đó là tại sao mình lại vào lệnh ở thời điểm này. Đầu tiên mình đã nói là chúng ta setup ICT của mình đó là có hai setup, là một là quét thanh khoản trong, hai là quét thanh khoản ngoài, đúng không? Thì đây chính là setup quét thanh khoản ngoài. Tại vì sao? Sau khi nó quét xong cái phiên á nè anh em, đây là cái vùng Asian Q zone nè, nó quét xong đúng không, nó tiếp tục đi lên và tạo ra rất nhiều những cái thanh khoản ngoài ở đây đó, thanh khoản ngoài, và đây cũng là thanh khoản ngoài, đúng không? Nhưng mà khi mà nó quét thanh khoản ngoài này nè, thì nó không có tạo ra cái vùng FVG để chúng ta vào lệnh. Ở đây cũng vậy, ở đây nó có quét thanh khoản ngoài và nó không có tạo ra cái vùng FVG. Vùng FVG là cái vùng mà nó hở imbalance đó. Nếu như mà anh em là chưa biết về cái vùng đó thì anh em có thể quay lại cái buổi webinar mình nên xem ha. Và ở đây á, ở đây nè, có nhiều anh em sẽ bị sai về cái cấu trúc ở chỗ này. Ở cái khi giá nó di chuyển lên đây nè anh em, nó chỗ này nó không phải là một đoạn hồi nha, không phải là một đoạn pullback. Tại vì sao? Tại vì những cái nến này nè, nó đều nằm trong cái nến cam này, anh em thấy không? Có nghĩa là ở đây chỉ là một cái đi thẳng lên thôi đó, nghĩa là thị trường nó sẽ di chuyển như thế này đó, lên tới đây luôn và xuống đây, bắt đầu lên đây đó, anh em thấy không? Thì ở đây nó sẽ quét cái thanh khoản ngoài nè, quét thanh khoản ngoài xong nó chốc vào đây, đúng không đó, và nó để lại cho chúng ta một cái vùng FVG đây. FVG là cái vùng màu đỏ đỏ nè anh em, thấy không? Mặc dù nó rất là nhỏ, đúng không, nhưng mà nè, mình tắt lên nha, thấy không? Đó, vùng màu đỏ nè, thì đó chính là cái vùng FVG mà chúng ta sẽ timing. Thì như setup của mình đó, là mình sẽ đặt một cái limit ngay cái vùng FVG này đó, và SL ở trên cái cây nến đầu tiên đặt FVG, đúng không? Đó, SL trên đây khoảng 10 pip. Rồi, limit của mình xong thì mình sẽ target về đâu? Mình sẽ target về những cái vùng thanh khoản trong, như là ở đây. Ở đây là một vùng thanh khoản trong đó, và ở dưới đó thì có FVG đó, hoặc là mình sẽ target về đây. Đây cũng là một vùng thanh khoản trong và ở dưới đó cũng có FVG đó. Thì những cái vùng này là những vùng chúng ta sẽ quản lý lệnh. Thì lúc đó mình đã đặt cái target của mình là về đây, đạt tỷ lệ nhuận là khoảng gần 7R với cái lệnh sell này. Rồi chúng ta cùng xem giá chạy ha. Giá quay lên cắn cái lệnh của mình và bắt đầu đi xuống đó, và hit luôn TP của mình rất là nhanh, mất khoảng có lệnh này chạy khoảng 10 phút là đã TP rồi anh em. Đó là cách mà chúng ta giao dịch theo phương pháp ICT. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, là tìm cái nơi nào có thanh khoản, sau khi thanh khoản bị quét và chúng ta sẽ limit lại những cái vùng FVG được tạo ra đó. Ok anh em ha, thì cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo.